Vâng, em Thành ô tô Hải Dương xin trân trọng kính chào toàn thể quý cô bác anh chị đã trở lại kênh bán hàng bên em. Và trước mắt các bác đây là một mẫu Hyundai i10 sản xuất 2017 phiên bản số sàn 1.0. Xe nhập khẩu nha các bác nhé. Và sau đây em xin quay chi tiết chiếc xe này cho quý cô bác anh chị đã xem và tham khảo mẫu i10 với giá tiền chỉ hơn 200 triệu đồng một chút thôi là quý cô bác anh chị đã sở hữu được một mẫu Hyundai i10 sản xuất 2017 phiên bản số sàn 1.0 nhé các bác nhé. Xe rất còn rất là cứng, rất đẹp. Cam kết với các bác là keo chỉ còn zin 100%. Không có đâm va, không ngập nước, không bổ máy. Xe rất là chất. Sơn si thì còn rất là ok. Không hề có sơn zin còn khoảng tới 80% nhé các bác nhé. Xe thì đang được đeo biển 17 là biển Thái Bình các bác nhé. Sau đây em xin quay qua phần nội thất cho quý cô bác anh chị xem và tham khảo mẫu i10 sản xuất 2017. Xe thì được trang bị ghế da hai màu, màu nâu và màu đen, rất là nổi bật. Tabli tablo còn rất đẹp các bác nhé. Tabli tablo còn rất đẹp luôn. Xe thì chạy chuẩn 2 vạn, hơn 2 vạn các bác nhé. Máy đang nổ rất là chất. Xe được trang bị màn hình rồi. Cần số thì cần số còn rất đẹp, vô lăng thì còn rất là ok các bác nhé. Còn keo chỉ cam kết thưa quý các bác anh chị là không có đâm va, không gặp nước, keo chỉ zin 100%. Quay qua cho các bác xem cánh ở cánh lái đây. Rất chân rất đẹp. Cửa đóng còn phập phập. Đây tab ly cửa đằng sau đây. Hai ghế đằng sau còn rất đẹp, không có hề chảy xước gì. Máy đang nổ rất là êm các bác nhé. Em quay qua cái khoang máy cho các bác xem. Máy đang nổ rất chất, rất êm. Đây là khoang máy chiếc Hyundai i10 sản xuất 2017 phiên bản số sàn 1.0 các bác nhé. Máy đang nổ rất chất luôn, rất êm. Cam kết với quý cô bác anh chị không phải chuyên gia, bật máy còn chuyên gia này. Xe nổ rất chất, rất êm. Keo chỉ của lắp cabo còn rất ok các bác nhé. Nó đẹp luôn. Các bác nào muốn chốt chiếc xe này thì liên lạc trực tiếp với số điện thoại của tôi là 0979 979 111. Tôi chốt cho các bác cái giá tốt nhất. Giá xe chiếc này thì em đang được chào bán với giá là 245 triệu, vẫn bớt nhé. Cảm ơn các bác đã xem tin. Xin chào các bác.